Tại khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng đã diễn ra lễ xuất xưởng lô hàng máy tính bảng đầu năm 2022. Lô hàng thuộc chương trình sóng và máy tính cho em của chính phủ do Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Ngày 23 tháng 11 năm 2021 vừa qua, Tập đoàn Trung Nam cùng Celest đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, phát triển sản phẩm máy tính bảng Made in Việt Nam và ký kết hợp đồng 100.000 sản phẩm máy tính bảng tham gia chương trình sóng và máy tính cho em của chính phủ do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Và vào ngày 7 tháng 2, lô hàng máy tính bảng đầu tiên năm 2022 thuộc chương trình sóng và máy tính cho em đã được Tập đoàn Trung Nam xuất xưởng, tạo một dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác đối với Celest trên lộ trình sản xuất những sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam.